À, kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm WeGit. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là tạo ra một đối tượng mới từ đối tượng được chọn nha. Rồi, ta bắt đầu vào thực hành luôn nha. Giả sử ta có cái file nè. Bây giờ ta muốn chọn chừng hai đối tượng này nè. Đó. À, tách ra một lớp mới nha. Thì ta làm cách nào? Đầu tiên ta bấm chuột phải dưới đây nè. Rồi ta bấm shift nè. Bấm select nè. Nâng luôn là phải sáp nè. Phải sáp nè, nơi luôn nè, ta quốc nó 02 đi nha. Rồi, ok. Đó, ta có này. Đó, nó tạo ra đúng hai đối tượng chúng ta chọn nè, còn đường dẫn nè. Đó, thấy không, đúng phải sáp luôn. Đó, thấy không, đơn giản vậy thôi á. Nhưng mà cái này tôi chỉ các bạn để các bạn làm, để mốt các bạn chép quy hoạch, sức thông tin là nhiều nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.